90% người Việt hiểu sai về câu nói này. Chúng ta thường nghe một câu chửi hết sức đại trà như thế này. Thế nhưng, bạn có biết hàm nghĩa thực sự của câu nói này là gì không? Theo một số ngâm cứu thì người Tày gọi con chó là tu ma, lâu dần thì nó sẽ thành từ. Tiếng má ấy có lẽ bởi tiếng ma của Tày mà ra. Má gốc tiếng Thái cũng có nghĩa là chó. Trong từ điển có một thời câu nói này là bộ ngộ nghĩnh dễ thương nói về con nít. Hết hồn chưa mấy bà già, bonus thêm cho mấy bà nè. Xưa có câu thành ngữ là lòng lang dạ sói, chỉ tâm địa độc ác không có tính người. Trong đó từ lang nghĩa là loại chó rừng. Thực chất câu mẹ đẻ của nó là lòng muông dạ thú. Muông ở đây cũng là chó. Tôi biết bạn đang dịch nghĩa trong đầu hai chữ chim muông, nhưng tiếng Việt rất phong phú, tùy theo ngữ cảnh lại có nghĩa khác nhau. Ví dụ như muông thú là thú rừng nói chung, cũng giống như cái câu chúng ta vừa bàn. Lý thuyết là thế, nhưng không biết từ bao giờ nó lại có hàm nghĩa như bây giờ mới đâu.